Mày đói không? Chả đói quắt cái cả bụng lên này. Mày ăn được có 3 bát cơm thì hết bô lô cơm. Loại mày, làm thì lười, ăn thì ăn hết cả phần của lợn. Không ăn thì lấy đâu mà sức mà chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ừ nhỉ, mình phải ăn thì mới có sức bảo vệ Tổ quốc nhỉ. Xin miếng. Xin miếng không? Ăn đi. Long ơi, sáng mẹ hết phần của lợn, giờ đến chiều mày ăn hết phần của tao thì tao lấy cái gì tao ăn được mày? Tôi tao có mỗi cái bánh như tao dành từ sáng đó rồi. Ngon lắm. Tao rũ rỗi hả? Sư nhiều. À, hôm vừa rồi tao đi lên vận, nhưng mà gặp em xinh lắm. Heo. Ở đâu? Ở đâu cũng đâu cũng nói. Nói ra mày tắm được sao? Ui giời, này tao quen quen mà em hơi bị xinh luôn. Đấy. Phải rồi. Con lâu mày nói. Ê, mà có khi nhá, tao quen xong tao cưới luôn đấy. Ai dạ, kinh phết nha. Trời ơi. Thôi, kia đi. Được. Mỗi bánh. Ơ, sao mày lại ở đây? Long à, mày yêu đấy. Tao đến nhà người yêu tao. Tao đến nhà người yêu tao mà. Người yêu mày ở đâu? Đây. Người yêu tao ở đây. Mày nhầm nhà à? Thế là thế nào? Sao anh lại đây? Hoa, thế này thế nào? Tại sao lại quay lại này? Thôi, hai anh đi vào nhà uống nước đã. Cãi nhau ở Mỹ ngoài cổng này. Đi hai anh vào nhà uống nước. Tao trước. Hoa, em chọn đi. Em chọn đi. Làm em khó xử quá. Này cái Hoa, hôm nay đến phiên trực nhật quét ngõ của mày đấy. Lười lắm. Dạ vâng ạ. Hoa, bây giờ em gọi bọn anh đến. Em chọn đi. Em chọn ai đi, em chọn luôn đi. Nói đi. Hay là lát nữa hai anh ở lại phụ giúp em quét ngõ. Anh nào quét nhanh nhất thì... Cái công việc anh làm thường xuyên, em yên tâm. Ngày nào trong đơn vị anh mà chả làm. Thầy lười lắm, em không nói làm gì. Giao cho anh, chắc chắn anh hoàn thành tốt. Mỗi thằng bên. Ha 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 ha.
Hả? Thằng này là thằng nào ấy nhỉ? Nó ôm nhỉ? Hay là người yêu đó? Ôi giời ơi! Bị lừa rồi! Sưng mày lại rồi! Đâu mà cả mày cao tao ấy! Ê! Ê! Đi! Anh đi mà!